Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hoàng Rapper và đón chào mọi người đang đến với chương trình Món Quà Bất Ngờ. Hiện tại Hoàng đang có mặt tại đường Âu Cơ. Tại nơi đây chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một nhân vật rất là bình dân, bình dị, rất là đáng yêu. Và cơ duyên như thế nào mà Hoàng lại gặp gỡ với nhân vật đặc biệt này? Xin mời quý vị cùng đến đây và thăm hỏi sức khỏe của cô ba đây rồi ha. Cô ba ơi, con Hoàng nè. Cô ba khỏe không? Đây, giới thiệu mọi người, cô ba chuyên gia xe tại khu vực đường Âu Cơ, quận Tân Bình. Món quà bất ngờ ngày hôm nay sẽ đưa quý khán giả đến với gia đình của bà Đỗ Kim Hoa, và người ta hay gọi bà với cái tên quen thuộc là bà Ba. Gia đình bà có 9 chị em, tất cả đều sống bằng nghề vá xe từ nhỏ. Theo truyền thống cha truyền còn nói, mặc dù đã 67 tuổi nhưng hàng ngày bà vẫn cặm cụi mưu sinh bằng công việc bơm vá xe rất nặng nhọc. Cùng Món Quà Bất Ngờ đến tìm hiểu cuộc sống của gia đình bà Ba như thế nào nhé. Cô Ba ơi, chương trình Món Quà Bất Ngờ có chút xíu phần quà dành tặng cho gia đình mình cô nha. Dạ, con gửi đây. Cái thưa quý vị, cơ duyên mà Hoàng gặp gỡ cô Ba là có một lần đi cùng với ekip làm phim mà đi xe máy. Xui xui sao bị bể bánh xe. Trời ơi, chắc bộ gần chết. Thì hên quá gặp cái tiệm của cô. Mà được cái là cô Ba tính tình dễ thương, cởi mở, ngồi tâm sự nhiều cô Ba ha. Thì con không nhớ là nhà mình bao nhiêu thành viên sống nhà này cô Ba ha. Này đông. Rồi 7 người. 7 chị em ở chung á. 7 chị em ở chung nè. Rồi ngoài 7 chị em ra rồi còn có con cháu hay là những thành viên khác nữa không ạ? Có chứ. Vậy là gia đình của cô Ba là cũng ở trên dưới 20 người. Và ở chung với nhau vậy là lâu vậy đó. À, chắc cũng thân với nhau dữ lắm cô Ba ha. Ừ, chị em mà phải thương nhau. Thương nhau lắm luôn. Mà cô Ba nè, cô Ba làm nghề giá xe này được bao nhiêu lâu rồi? Rồi hồi nhỏ là đã ra phụ ba làm rồi. Từ nhỏ luôn? Từ nhỏ xíu, lúc có 12 tuổi rồi cũng ra ba hồi đó làm. Không làm xe đạp mà, nhưng dạ. Làm gì có mấy xe này, dạ. Xe đạp rồi cũng ra. Lúc ba mở ra rồi, dù dầu xe đạp rồi đó, rồi gắn bi, gắn đạn, rồi ngon phụ ba. À, mà lúc đó là nhà mình vẫn ở địa chỉ này đúng không cô Ba? Dạ. Cô Ba có tâm sự với rapper là các chị em trong nhà rất là thương yêu nhau, và đặc biệt là một người đồng nghiệp luôn. Vừa là đồng nghiệp, vừa là chị em ruột, mà còn là một người bạn đồng hành, một người bạn thân nữa. Tại vì cả hai hỗ trợ nhau trong cái thao tác cũng như là những kỹ thuật để giá xe này. Không biết là cô Bảy có nhà không cô Ba? Nãy giờ con không thấy. Cô Bảy đang ngồi ở nhà. À, nhà hả cô Ba? Đợi con xíu nha, con kêu Bảy qua nha. Cô Bảy ơi. Ơi. À, cô Bảy đây ạ. À. Hôm bữa con giá xe bên đây gặp cô Ba chứ không có gặp cô Bảy. Cô mời cô Bảy ra đây. Cô Bảy ngồi với con nha. Cô Bảy là em ruột của cô Ba. Chà, hai chị em xinh gái như nhau luôn. Nhìn đáng yêu dễ thương. Mà bên cạnh đó, hôm bữa cô Ba có tâm sự với con á, là cô Bảy tay nghề còn cao lắm á. Cao hơn luôn đúng không cô Ba ha? Cô Bảy sửa xe rồi, giá xe rồi, giỏi lắm á hen. Là cô Ba là chuyên giá xe là xe nào? Xe số. Xe số là xe có ruột. Đó. Còn cô Bảy thì sửa xe nào? Xe tay ga chứ hàng không ruột. Không ruột, nó đặng, nó nặng lắm á. Làm luôn. Wow. Là cô sửa lâu chưa? Có phải là từ thổi nhỏ mà bác trai dạy lại không? Nhỏ xíu là ra làm rồi đó. Như năm học lớp 7 á. Đó vừa đi học vừa ra làm. Dạ. Rồi thời gian sau việc nhiều quá, không có thời gian học bài nên ra nghỉ học thôi. Dạ. Rồi cũng phụ giúp cho gia đình đúng không cô Bảy? Đúng. Xe hơi cô giá được không? Được. Trời ơi, giỏi vậy. Chơi luôn bóng bánh luôn. Nhưng mà phải có dụng cụ này nọ rồi nó nặng lắm á. Con không tay không à? Cô trong nhà rồi đinh này nọ không mang dép vô. Rồi quen rồi. Hồi đó biết không? Hồi đó ba ông còn sống muốn nằm mà mang dép là muốn khẽ giò đó. Hồi đó cũng quen chứ đi chân không. Trời ơi, cơ cực quá à. Mang dép vô tại vì mình sửa xe á. Bao nhiêu cái tạp chất rồi, chất bẩn rồi, đinh rồi ốc rồi, nó nguy hiểm theo. Có bây giờ cô đạp đinh chưa? Có chứ. Đạp thì thôi. Trời ơi. Phải nặng máu độc rồi đi chích ngừa rồi chứ cô. Trời ơi, không có đọc. Rồi cô đi chợ ra ngoài. Thử làm. Thử lại luôn. Ừ, ra đường chứ phải mang dép thôi, còn ở vòng vòng nhà đi chân không. À, ra đường thì mang dép. Thiệt á, đúng là cuộc sống bình dân, bình dị, mộc mạc của những người dân lao động nghèo là vậy đó quý vị à.
cô ba, cô bảy là hai chị em ruột mà nương tựa với nhau để sinh sống. Qua mỗi ngày với công việc là vá xe, với công việc này nè, hai cô làm để nuôi cho bản thân mình, có phải lo và gánh vác luôn cho cả gia đình luôn không ạ? Đúng rồi. Cô bảy cũng phải cố gắng để lo cho những thành viên khác nữa. Hồi trước lúc chưa có dịch đó thì mình là lo cơm lo nước rồi hết, chứ dạ. Ăn cả nhà. Giờ dạ. Từ lúc có dịch tới giờ mà ăn không có tiền bạc, nó không có. Bây giờ mỗi ai làm nấy ăn. Dạ. Bây giờ là hiện tại á là mạnh ai là nấy lo cho cái miệng ăn của mình. Mà hồi trước đây nè, cái điều kiện này nó cũng đỡ hơn á, thì bữa cơm nó ai lo, cô ba cô bảy? Cô ba lo luôn, là mình giá xe được nhiều, mình tích góp, mình nấu cơm hàng ngày cho cả nhà ăn. Còn giờ mạnh ai nấy ăn luôn. Trời đất ơi, rồi Tết nhất sao cô ba cô bảy? Tết thì hùng lại. À Tết thì hùng lại. Đứa 1 triệu, mấy đứa trong thành viên trong nhà đứa nào cũng phải phụ. Cô bảy nè, con thì con biết cô ba trước, nhưng mà ngồi nói chuyện với cô ba mà lúc mà giá xe hồi bữa thì cô ba tâm sự cũng nhiều lắm, mà khen cô bảy là người giỏi nhất ở nhà, khéo tay nhất, chịu khó nhất, có khi là mạnh khỏe nhất nữa. Tại vì cô bảy sửa xe và giá xe rất là tốt. Giá xe nó có gì nó cũng mừng hết. Có khen quá thì khen luôn. Nó không có ta chê cái gì hết, cái gì khó cực gì nó cũng làm được hết. Nhưng mà còn mấy đứa cháu thì nó không làm. Dạ. Có nghĩa là cô ba thương cô bảy dữ lắm, mà tình cảm cô ba dành cho cô bảy á lúc nào cũng chất chứa hết. Kể câu chuyện nào nhắc tới cô bảy là ánh lên ánh mắt tự hào. Cô ba tâm sự với con vậy nè, nhiều lúc á muốn tặng quà cho ông bảy mà không biết tặng sao, có tiền đâu mà tặng, mà tình cảm thì lúc nào cũng dạt dào. Nên cô ba ơi, bữa nay nè con nhớ hoài cái câu đó cô ba, nên cô ba cứ để cái phần quà đó con lo cho. Ngày hôm nay chương trình món quà bất ngờ có một chút xíu cái niềm vui muốn mang lại để thay mặt cô ba nè, để tặng cho cô bảy. Cô bảy chịu nhận không? Rồi, cô bảy cảm ơn. Dạ. Cô bảy nè, mà trước khi nhận quà mà chưa biết món quà là món quà gì á, cô bảy có bao giờ ngồi tâm sự với cô ba là nói trời ơi ba ơi bảy thương ba nhiều lắm không? Đó không? Cũng có chứ. Thương là để cho bụng thôi chứ nói. Dạ, thương là để cho bụng thôi. Bữa nay con thay mặt chương trình món quà bất ngờ, thay mặt cho cô ba tặng quà cho cô bảy, đó chính là một suất khám điều trị răng miễn phí. Cô bảy chịu không? Chịu liền. Trời hay quá, cảm ơn cô ba liền, ôm cô ba một cái liền. Cô ba thấy món quà này thiết thực không ạ? Mà tại vì cô ba là chị, cô ba muốn nhường cái phần quà này lại cho cô bảy nè. Thì đó, thấy cô ba thương cô bảy không? Nói răng nói chuyện mà bị lung lay dữ quá, bây giờ kiểm tra làm lại cho nó chắc chắn hen. Dạ rồi, vậy thì bây giờ con xin phép cô ba là cho cô bảy đi ra nha khoa kiểm tra để làm chắc chắn hàm răng lại cho cô bảy nha. Rồi bên cạnh đó, tại vì bây giờ cô bảy mà đi rồi á, ở đây không ai phụ cô ba hết, con đây cô phụ nha. Rồi cô bảy cứ đi với ekip của tụi con, sẽ có người để chăm sóc cho cô nha. Rồi mời cô vô thay đồ. Đây, vậy là cô bảy đi rồi, hai cô cháu mình tự nhiên nói chuyện mất công bị lộ bí mật. Và cái ý của con á là cũng muốn tặng quà cho cô bảy á, để thay cho tấm lòng của cô ba cũng chỉnh lại, gia cố lại hàm răng. Chứ là lúc mà nói chuyện với cô bảy con thấy cái răng cũng yếu quá rồi. Hôm nay đó đi làm chứ mà bởi vì mới vừa mổ mất hết 10 triệu thành ra nó quặn răng rồi. Ủa thì sao cô ba không làm răng luôn? Giờ mần ăn tiền bạc đâu có con, hiếm thôi, đến giờ mần phải nuôi cháu nuôi đồ lum la, tiền bạc mình già rồi cũng chẳng cần. Dạ, với lại con cho hỏi thăm á, là con thấy là nhà mình thì đông người đó, nhưng mà con thấy là mấy bữa cơm mà anh ai nấy ăn à, bao lâu rồi cả nhà mình không được ngồi ăn cơm chung với nhau vậy cô? Hồi đó giờ ít có ăn chung lắm, tự vì mần cái này mà cứ dạ. Nấu ra là người cũng làm cơm cho mình, ai mạnh ai nấy ăn vậy. Dạ. Hồi xưa là vậy. Từ hồi mà ba còn sống đi, ba còn sống ba không khó lắm, đâu ai dám ngồi ăn với ổng vậy không? Luôn á, ba ổng chỉ ăn mình ổng à, ổng khó lắm. Ví dụ mà bữa nào mà má mà nấu cái gì mà một hai món mà nấu hai ba lần là ổng đá văng bên hết. Giống như là lễ Tết đi,
Tết thì hồi nãy cô ba nói là mọi người gom ít cái nấu chung à, rồi ngồi cho... ngồi giữa nhà à, để giữa bàn thờ vậy là cúng rồi xong dạ. Rồi ăn chung. Nhưng mà con nghĩ á, bữa cơm gia đình là một cái điều rất là thiêng liêng luôn á. Cô ba thấy không, bữa cơm sẽ ngon miệng hơn khi mà mình được ăn chung với những người mình thương, chứ ăn mình buồn chết. Bây giờ thử một lần đi, ngày hôm nay con đề nghị với cô ba như vậy nè, con phụ với cô ba tạo bất ngờ cho cô Bảy tiếp theo, đó chính là mình làm một bữa cơm đạm bạc thôi, bình dân thôi, không cần phải thịnh soạn làm cái gì hết, mất tiền làm cái gì, mình ăn bữa cơm đó mà cùng chung với nhau nha. Cô ba cứ lo công chuyện ở đây, việc nội trợ bếp núc này nọ, con sẽ nhờ sự trợ giúp của người nhà để phụ chung làm cái món quà bất ngờ này. Hay, gần như là xong nhiệm vụ rồi, bao nhiêu nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây là một chút xíu phần quà để đủ ấm no một tí trong bữa cơm ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ có một cái bữa cơm nó đạm bạc nhưng mà nó thấm đậm tình yêu thương của gia đình. Ờ, đã muốn mình xào đi. Mình có canh bí đỏ rồi. Lát cả nhà mình ăn bữa cơm chung với nhau là lâu rồi, cả nhà mình không ăn cơm. Chị đây là dâu, dâu của cô Bảy, đúng không chị? Dạ đúng rồi. À, chị giờ đó có cái bí kìa, chị thử cái bí giùm em với. Hên quá, có chị dâu của nhà. Đỡ ghê. Trời, mới đi ngoài nắng về cái mà thấy chán ngán rồi ta. Thấy trời có thui rồi ông ơi. Đẹp. Hay là tại chiếu sáng rồi. Có thối. Ê cha, giờ cô ba bận quá, chắc phải nhờ cô Năm nấu quá. Lâu rồi cái nhà mình đâu ăn cơm với nhau đâu không chị? Dạ đúng rồi. Thôi bữa nay làm bữa gọi thịnh soạn cả đại gia đình nha. Nó thịnh soạn thôi chứ là cũng cơm canh tạm bạc. Còn quan trọng ngon miệng là nhờ sự góp sức cũng như là góp mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình, dễ mới vui. Đó, giờ chị lên chị múc canh giùm em ha. Đem trứng rồi rau xào lên trước. Thôi, bỏ nữa. Các thành viên trong gia đình đã tất bật cùng nhau tạo nên một món quà bất ngờ cho bà Bảy. Canh nóng hổi đã được dọn sẵn. Dâu nhà, hồi nãy hen, đó. Hồi nãy là món quà đến từ nhà tài trợ dành cho cô. Hẹn cô một ngày để làm răng nhé, cho hàm răng nó tinh tươm. Bây giờ là món quà tinh thần mà ekip dành tặng cho cô nghe. Mời cô. Ta da. Đây. Rồi, mời cô Bảy qua đây. Ở đây mà. Đó. Rồi, con xin phép con ngồi bên đây ha. Con được ngồi giữa hai người đẹp. Cô nghe hả mẹ? Rồi. Rồi, về đây. Đây chính là tình cảm của cả nhà dành tặng cho cô Bảy, để thay cho lời cảm ơn cũng như là động viên đến cô Bảy hen. Và đây là xuất phát cũng là từ cái tấm lòng của cô ba nữa, là cô ba cũng mong muốn là dành tặng một cái bữa cơm gia đình nó đạm bạc thôi, nhưng mà cũng có sự góp mặt của các thành viên trong gia đình của mình á, để giúp cho cô Bảy cảm thấy là lúc nào cũng an lòng hết hen. Không phải lúc nào là mình cũng mạnh ai nấy ăn được. Ngoài sự góp mặt của cô ba còn có cô Sáu nữa nè. Cô Sáu nè, rồi anh con trai của cô Bảy nè, rồi có con dâu. Trời ơi, nhờ chị á mà bữa nay con mới nấu được bữa ăn này, chứ bình thường con đâu biết nấu ăn đâu. Rồi mấy đứa cháu nữa. Con thấy cô Bảy thấy vui không? Dạ, vậy thôi mình ăn cơm hen. Dạ rồi. Rồi mời cả nhà ăn, nhâm nha. Cô Bảy, bao lâu rồi mình không có cái cảm xúc này khi mà mọi người ngồi quay quần chung một bàn. Ăn cơm đi nha. Khi nào mà có lắm vỗ lắm quẩy ngồi chung. Dạ. Không có ăn chung. Vậy mà thấy bữa nay một ngày bình thường thôi mà tất cả mọi người ngồi chung với nhau vậy, cô thấy sao? Vui ha. Đúng không ha? Cô mong là cái cảnh này lúc nào cũng được diễn ra không? Mong đi.
Chứ là mấy chục năm rồi đâu anh. Dạ, đó, mấy chục năm rồi đó. Vì nếu mà được ăn vậy hoài á, chứng tỏ cô rất là yêu thương gia đình đúng không? Dạ. Thì với tình cảm và yêu thương gia đình vậy á, cô mong muốn từng thành viên trong gia đình mình sẽ sống với nhau như thế nào? Sống chung nhau vậy hoài. Chung nhau vậy hoài luôn. Vậy hoài luôn, yêu thương nhau vậy hoài luôn. Rồi lỡ ở chung nhau rồi lâu lâu cũng mâu thuẫn thì sao cô? Mỗi người nhịn chút. Đó, mỗi người nhịn chút. Thương cô Bảy quá à. Với bữa cơm bữa nay nè, anh có muốn chúc mọi người câu gì không? Nói chung thì ước gì thì ngày nào cũng có sức khỏe mà quay quần bên mâm cơm bên gia đình. Hay quá, đúng rồi anh. Mâm cơm gia đình nó ý nghĩa mà quan trọng dữ lắm đó. Rồi chị ơi, giỏi quá à, em ngưỡng mộ luôn á. Thì với cái sự khéo léo của mình nè, chị có muốn chúc mẹ câu gì không? Thì chỉ mong là mẹ có sức khỏe để sống lâu sống đời với con cháu thôi. Đó, thấy không? Mặc dù lâu lâu mình mới được ngồi ăn cơm chung với nhau, nhưng mà lúc nào cũng hướng về nhau hết trơn á. Nên cô Bảy hãy cứ lúc nào cũng an lòng nha. Dạ, cô Ba, thấy bữa nay món quà của nhà mình sao nè? Thấy mừng rồi. Dạ, vui cô Ba ha. Vui. Cô Sáu ơi, lâu rồi nhà mình không ngồi chung với nhau ha. Vậy bữa nay mà tự nhiên không ngày thường mà được ngồi chung với nhau vậy nè. Cô thấy sao cô Sáu? Thấy vui vậy thôi chứ đi. Dạ, thấy vui. Mà thật sự đây là cái tình cảm của mọi người trong gia đình dành cho cô á. Cô có muốn gửi gắm tình cảm của mình đến cho chị Ba nè, chị Sáu nè ha, hỏi cho con trai không? Cảm xúc của cô rất vui. Dạ. Lâu lâu mới được ngồi ăn cơm chung. Dạ. Chúc mẹ sức khỏe, không lâu rồi con trai thì ráng giữ sức khỏe, mốt nói nghiệp mẹ. Nói nghiệp mẹ, ráng giữ sức khỏe. Con cũng ước gì mẹ cũng có sức khỏe để mà sống hoài với con, vui vẻ với con cháu đừng không? Dạ, lâu lâu rồi con không được ngồi ăn cơm canh nóng hổi cùng với tất cả những thành viên yêu thương của nhà mình. Lâu rồi, mấy chục năm không? Dạ. Ồ, lâu lắm luôn hả con ha? Con có thích ngồi ăn cơm chung với ba mẹ và bà và mọi người không? Ồ, giỏi quá. Vậy sau này con lớn lên, con thành công nè, con thành đạt nè, con muốn nấu cơm cho mọi người ăn không? Giỏi. Mong mà con có nhiều sức khỏe, vui để mình ăn. Ừ, giỏi, trời ơi, cưng quá à. Không, mà nắm cánh nè. Ôi thì có đứa con gái đáng giá tiền nha, trời cục kim cương ở nhà mình đó. Dạ, cảm ơn cả nhà rất là nhiều.